cách xử lý độc tố từ cây lô hội hay còn gọi là cây nha đam để chúng ta sử dụng làm sao cho hiệu quả và tốt nhất đối với cơ thể. Nếu không biết những vấn đề này thì rất có thể đưa độc tố vào người. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HT3. Thưa với lại quý cô bác anh chị thì gần đây tôi thấy rằng rất nhiều người đã sử dụng cái cây lô hội hay còn gọi là cây nha đam đấy để đem về chăm sóc sức khỏe cũng như là giúp cho làn da của chúng ta được đẹp này. Và cái cây này nó có rất nhiều cái công dụng rất là tốt đối với sức khỏe. Những người như tiểu đường này, hoặc là những người táo bón này, hoặc là những cái người mà có liên quan đến vấn đề da rẻ bị vẩy nến hay là da rẻ xấu ấy, thì đều có cái các tác dụng là giúp cho những người này chữa được cái tình trạng này từ cái cây lô hội này. Tuy nhiên khi sử dụng cái cây này thì rất nhiều người không biết rằng nó có một cái lượng độc tố rất là nguy hiểm. Và cái lượng độc tố này theo các nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta cho thấy rằng cái độc của trong cái cây lô hội này cũng rất là ghê gớm. Nó có thể khiến cho bị co bóp tử cung này, hoặc là co bóp nội tạng của chúng ta này, rất là nguy hiểm. Và nếu chúng ta không biết cách sử dụng cũng như là không biết cách xử lý cái loại nhựa này, độc này, thì có thể dẫn đến cái tình trạng là bị suy tim hoặc là ảnh hưởng đến tính mạng cơ. Thế nên là trong cái video này tôi sẽ chia sẻ đến với các bác những cái cách để chúng ta biết cái cách chúng ta xử lý cái độc tố này, và chúng ta làm sao sử dụng cái cây lô hội này, cái cây nha đam này một cách nó hiệu quả nhất, giúp chúng ta chữa được bệnh tật các bác nha. Vâng, và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi video. Thưa với quý cô bác anh chị thì cây lô hội là một trong những loại cây rất là tốt. Như tôi vừa chia sẻ đến các bác thì nó có rất nhiều những công dụng như là giúp cho làn da của chúng ta trẻ đẹp này. Những chị em phụ nữ là rất hay sử dụng cây này. Rất hay sử dụng cây này, thứ nhất là để bôi này, để ăn này. Các bác có thể thấy là có rất nhiều cái món bây giờ sử dụng đến lô hội, ví dụ như là nước ép từ lô hội này, rồi là sữa chua lô hội này, sữa chua nha đam đấy, rồi là nước trà chanh nha đam này, rất nhiều những cái thứ mà sử dụng. Và đặc biệt là cái này nó giống như cái thạch nên là chúng ăn rất là ngon, và trẻ nhỏ thì rất là ưa chuộng, và người lớn cũng thế. Tuy nhiên là nếu như chúng ta không biết cách xử lý ấy, chúng ta lấy về chúng ta cứ làm ăn ấy, thì rất có thể gây độc tố đấy, như vừa chia sẻ đến các bác là như thế. Bởi vậy mà chúng ta hãy lưu ý các bác nhá. Rồi là cái cây này có thể giúp cho những người bị tiểu đường, khi mà chúng ta người có tiểu đường ăn cây này có thể còn giảm được cái lượng tiểu đường rất là tốt đấy. Tuy nhiên là khi sử dụng ấy, là chúng ta cần phải biết cái liều lượng sử dụng ra làm sao, thì các bác cần phải theo dõi kỹ nhá. Vâng, và trước tiên nếu như các bác muốn sử dụng cái cây lô hội này á, thì tôi xin được chia sẻ đến các bác là các nhà khoa học đã nghiên cứu rằng là đây là cái loại cây mà có cái lượng độc tố là aloin. Đấy, cái loại độc tố này nó có thể gây ra những cái tình trạng như là co bóp đấy. Đặc biệt như vậy, thế nên là những cái người nào là chị em phụ nữ, là những người đang trong cái thời kỳ thai kỳ ấy, là chúng ta không có ăn cái cây này, các bác nhớ nhá. Nhắc với con cháu nhà mình nhá. Đấy, là ăn là có thể dẫn đến cái tình trạng là bị sảy thai. Đặc biệt nhất là cái khoảng thời gian là 3 tháng đầu. Đấy, nên là lưu ý như vậy. Nhưng chúng ta có thể sử dụng bôi. Đấy, ta có thể sử dụng bôi thì không sao. Bôi cho làn da nó đẹp, cho nó khỏi bị rạn da các thứ thì bôi thì được. Nhưng mà ăn là những người mà đang cái độ tuổi, đang cái thời kỳ thai kỳ là không có ăn. Các bác nhớ nhá. Và đầu tiên để chúng ta sử dụng nó được tốt nhất ấy, thì tôi xin được hướng dẫn các bác này. Chúng ta hãy lấy những cái lá to, lá già. Đấy, cây này rất là dễ rồng thôi. Lấy lá to, lá già, sau đó về ta hãy cắt khúc ra. Các bác cắt khúc ra dọc, rửa sạch đi, rửa sạch dọc hai bên mép của cái lá, bên mép của lá này thường nó có cái răng cái gai, ta dọc đi, sau đó thì dọc mỏng đi nhá. Sau đó thì ta mới ngâm nước, các bác nhớ là ngâm ấy, thì là chúng ta sẽ ngâm với lại nước muối loãng. Không, khi dọc xong người ta phải rửa sạch, ngâm nước muối loãng thôi, là ta ngâm khoảng từ là cho tới 5 cho tới 10 phút đó, 5 tới 10 phút nước loãng. Vì cái ngâm này nó sẽ giúp cho chúng ta thải được cái nhựa. Các bác có thể để ý thấy là khi cái cây lô hội này ta cắt ra, nó sẽ có cái mủ màu vàng vàng đấy. Những cái màu vàng vàng đó là chính là những cái lượng độc tố. Nếu chúng ta không biết xử lý mà chúng ta sử dụng vào, rất có thể dẫn đến những cái tình trạng gây bị ngộ độc, và có những người bị nặng có thể ảnh hưởng đến tim mạch. Thế nên là các bác lưu ý là như vậy. Ta dọc ra sau đó thì cái cách sử dụng lấy ấy, ta rất là đơn giản thôi. Ngâm nước xong, các bác hãy cái mặt bên dưới của lá, cái mặt trên lá thì nó khum tròn, mặt bên dưới của lá nó phẳng, thì ta hãy lấy con dao ta dọc cắt cái mặt phẳng ở bên dưới đi, và sau đó thì dùng cái thìa, sau đó thì là dùng cái thìa ta nạo
các bác nạc lấy ra được cái gen ở bên trong của cái lá này, thì cái gen này là cái chúng ta có thể sử dụng rất là tốt và rất là tuyệt vời. Thì khi ta làm ra như vậy rồi á, thì các bác nhớ là ta sẽ để nó vào một cái hũ, và có thể mỗi lần ta sử dụng ấy, thì ta có thể là sử dụng với lại đường, với lại mật ong, hay là sử dụng làm chế biến những cái món ăn gì đó thì đều rất là hay và rất là mát. Đặc biệt là cái mùa hè này là chúng ta sử dụng thì quá mát luôn. Mùa đông cũng vậy, các bác có thể thấy rằng mùa đông ấy, thì con người hay bị nhiệt đúng không ạ, hay bị nhiệt, hay bị đau miệng đấy, là những cái tình trạng là nóng trong. Thế thì ta hãy ăn cái cây lô hội này, nó sẽ giúp cho các bác mát được cái tình trạng đó, là mát đấy. Nhưng các bác lưu ý nhá, lưu ý này là những cái người nào mà có những cái dị ứng, ví dụ như là ta động vào thấy nó ngứa này, đầu tiên là thấy nó ngứa cổ, ăn tí thấy ngứa cổ này, hoặc là bắt đầu thấy nổi mấy đay ngứa người này, thì lưu ý là ta không có sử dụng. Vì những cái này là những cái người mà có cái chất phản ứng khiến cho cơ thể chúng ta nó không thích nghi, nó không ổn, thì ta không có sử dụng làm gì cả. Đừng thấy nó quá hay mà ta sử dụng. Phải biết sử dụng với bất cứ ai, ai cũng vậy thôi, phải biết sử dụng cái gì nó phù hợp với mình mới sử dụng, chứ không phải ai nói tốt là mình sử dụng luôn. Các bác nhớ là như vậy nha. Và thưa với lại các bác, thì ngoài ra thì cái cây này nó còn có những cái công dụng rất là tuyệt vời ở chữa những cái người mà bị táo bón ấy. Thì các bác có thể là lấy cái cây này sau đó thì cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn này, cho một chút đường thôi, một chút thôi để cho dễ sử dụng, hoặc là một chút muối tí thôi, sau đó thì ta uống, ta ăn luôn thì cũng sẽ rất là tốt và chữa ngay cái tình trạng là bị táo bón này, vì nó có cái chất nhờn, chất gen này rất là tuyệt vời luôn các bác nha. Vâng, và thưa với lại quý cô bác anh chị, trên đây là những cái phương pháp để giúp cho các bác trị được cái độc tố ở trong cái lô hội, lá lô hội, lá nhà lam. Hy vọng rằng với video này sẽ giúp ích được cho quý cô bác anh chị biết thêm một trong những cái loại cây tốt đối với sức khỏe, và cũng như là biết cách để chúng ta xử lý. Tôi thấy rất nhiều người chia sẻ là cái công dụng nó tốt, nhưng mà ít người lại nói đến cái cách là sử dụng nó như làm sao, xử lý nó làm sao. Thế nên là video này xin được chia sẻ đến với các bác như vậy. Những người cao tuổi thì nên sử dụng những loại cây này vì nó tốt, và nó hai nữa là nó không có những cái hóa chất gì cả, nên là chúng ta sử dụng sẽ rất là tuyệt vời các bác nhé, tốt cho sức khỏe. Các bác đừng quên là chia sẻ lại cho video, lại cho nhiều người được biết. Nhớ là giữ nút đăng ký và nút chuông ở phía bên này, vì tôi còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.